Halloween này bạn đã có kế hoạch gì chưa? Còn nếu đang phân vân thì ngày hôm nay 8 Cine sẽ gửi đến bạn một tấm vé mời để chúng ta cùng nhau lạc vào thế giới phim ảnh đầy thú vị ngay sau đây nha. Bạn đã sẵn sàng để đón xem phần 2 của Stranger Things Cậu bé mất tích hay chưa? Vào mùa lễ hội Halloween này, người hâm mộ sẽ lại một lần nữa được chìm đắm vào không gian kinh dị mà Stranger Things tạo ra. Như thông tin trước đó mà 8 Cine đã gửi đến cho các bạn rồi đấy, Stranger Things mùa 2 diễn ra vào mùa Halloween năm 1984. Những ai đã xem phần 1 hẳn còn nhớ nhóm bạn Matt, Lucas và Dustin đã cùng nhau cứu Will khỏi thế giới song song Upside Down, nơi mà con quái vật Demogorgon đã bắt giữ cậu bé. Cuộc sống có vẻ như đã trở về vòng xoay thường nhật. Tuy nhiên, Will lại ho khạc ra một sinh vật đen ngòm trông giống như một con sâu vậy đó. Điều tồi tệ này ngụ ý rằng cậu bé vẫn chưa thoát khỏi những rắc rối đang cận kề. Chính tập phim của mùa này hứa hẹn sẽ đáp ứng được những phân cảnh hành động và độ kỳ bí mà người hâm mộ muốn được thấy trong phần 2. Chà, một gợi ý không hề tồi tệ cho mùa Halloween này phải không các bạn? Thông tin tiếp theo mà 8 Cine muốn gửi đến các bạn là về bộ phim Suburbicon, bí ẩn vùng ngoại ô. Mới đây, nhà sản xuất đã tung trailer kéo dài gần 2 phút hé lộ phần nào nội dung bộ phim. Bộ phim lấy bối cảnh vào những năm 1950 tại Mỹ, xoay quanh câu chuyện của Gardner Lord do Matt Damon thủ vai và gia đình của mình khi đang ở thị trấn Suburbicon này. Vợ anh bị sát hại bởi một nhóm tội phạm trong thị trấn. Với cương vị là một người chồng, một người cha, giờ đây thì Lord sẽ phải tìm ra sự thật về kẻ giết vợ mình. Và kể từ đó thì lớp mặt nạ phồn thịnh và an bình của thị trấn này cũng dần bị lột bỏ. Phim sẽ khởi chiếu vào ngày 3 tháng 11 tới đây. Một bộ phim nữa cũng sẽ khởi chiếu vào ngày 3 tháng 11 luôn, đó chính là Smart Chase, truy lùng cổ vật. Nội dung của bộ phim kể về nhân vật Danny Stratton. Trong một lần làm nhiệm vụ bảo vệ cho hành trình vận chuyển một món đồ cổ quý giá rời khỏi Trung Quốc, thì anh không may đã bị kẻ địch mai phục và lấy cắp mất món đồ đó. Stratton đã triệu tập biệt đội Smart, một biệt đội chuyên nghiệp có nghĩa vụ bảo vệ sự suôn sẻ và an toàn cho các vụ kinh doanh, đi tìm lại món hàng bị ăn cắp về. Với những cảnh quay hành động gây cấn, những màn đấu trí căng thẳng, phim hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những phút giây khó quên ở trong rạp. Đừng quên lịch chiếu vào ngày 3 tháng 11 này nha. Tiếp nối là thông tin về bộ phim Suicide Squad, biệt đội cảm tử mùa thứ 2. Nếu bạn đã lỡ phải lòng những tên tội phạm siêu ác nhân Suicide Squad mùa 1 thì hãy yên tâm, biệt đội cảm tử này sẽ trở lại trong thời gian tới đây. Biệt đội cảm tử là tên gọi của một nhóm những kẻ côn đồ tinh quái được tập hợp bởi cơ quan bí mật của chính phủ. Họ được giao thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm nhằm nhận được sự khoan hồng và cứu thế giới khỏi mối đe dọa bí ẩn. Nhà sản xuất vừa hé lộ thông tin phần 2 sẽ được khởi quay vào tháng 3 năm 2018 tới đây. Nữ diễn viên Margot Robbie có thể sẽ quay trở lại với vai diễn đầy ấn tượng của mình trước đó, Harley Quinn. Thông tin được xác nhận chính thức nhất cho đến thời điểm hiện tại có lẽ là từ Gavin O'Connor. Ông sẽ là đạo diễn và cũng là người viết kịch bản cho biệt đội cảm tử mùa 2. Cùng chờ đón màn trở lại thật hoành tráng của các siêu ác nhân trong vũ trụ DC các bạn nha. 8 Cine nghe thôi đã rất là thích rồi đây.